Hoa Lan Quang Minh xin kính chào các cô chú anh chị yêu hoa lan trên cả nước. Thì hôm nay ở clip bán hàng này, Hoa Lan Quang Minh xin giới thiệu đến các cô chú anh chị mình cái mặt hoa vũ nữ tay lừa các cô chú anh chị. Em có duy nhất một chậu vũ nữ tay lừa nè, đang nở hoa rực rỡ. Quay lên để các cô chú anh chị mình ngắm hoa. Còn các cô chú anh chị nào mà mình sưu tầm thì em có một giò duy nhất thôi nè. Em có một giò duy nhất thôi. Giò này 900k nha các cô chú anh chị. Vũ nữ tay lừa. Thôi giờ chậu này 850 đi. 850, 850. Coi như em hỗ trợ các cô chú anh chị mình tiền ship đó. Hỗ trợ 50.000 cho các cô chú anh chị mình tiền ship. Cái giò này mà đóng đi là khoảng cỡ hơn 100.000 tiền ship nha các cô chú anh chị. Tầm 100.000 á. Tầm 100, 101 về tiền ship á. Tại vì bây giờ đóng cái thùng này nó đơn giản vậy, nhưng mà thấy vậy nó dài như vậy, nó khoảng tầm 1m4 rồi các cô chú anh chị. Nó dài khoảng tầm 1m4 rồi. Nên là cái tiền ship nó sẽ cao. Coi như cái chậu này em bán 850 nha. 850 hỗ trợ các cô chú anh chị mình là 50k để phụ vô cái tiền ship cho các cô chú anh chị mình. Cái này để coi bao nhiêu lá. Mỗi lá nó là ăn cũ á. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 lá. 17 lá tương đương với 17 củ. 17 lá tương đương với 17 củ các cô chú anh chị. Mỗi lá là ăn cũ á. Vũ nữ tay lừa. Em còn có nó thơm không? Sao không nghe thơm ta? Vũ nữ tay lừa. Nguyên cái giò hoa nở rực rỡ luôn các cô chú anh chị. Cái chậu này mà còn một cái phương án nữa, gửi hàng nữa là cắt cái dồi là nó là cái thùng nó sẽ nhỏ lại, cắt cái dồi về về nhà mình chăm lại để nó ra hoa lại. Đó. Chậu này nó to lắm rồi, cái chậu này nó cũng đến tuổi thay chậu rồi các cô chú anh chị, đến tuổi thay chậu rồi. Vũ nữ tay lừa nha các cô chú anh chị. Số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng ở phường 7 thành phố Tân An, Long An. Xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Quang Minh. Xin cảm ơn.